Nhi xin chào bà cô chú và các bạn đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà ơi, hôm nay Như có chuẩn bị làm món chả giò chay. Tại vì mẹ chồng Như tháng 7 này là ăn chay 1 tháng, nên Như sẽ làm món chả giò này nè để cho mẹ ăn. Lúc trước thì mẹ Như cũng ăn chay, cũng kiểu như là 1 năm thì ăn 3 tháng, rồi 1 tháng thì trong 1 tháng thường thì sẽ ăn 10 ngày. Mà trước thì mẹ hay làm đồ ăn chay lắm, nhưng mà bây giờ thì ít làm rồi, kiểu như lớn tuổi cũng không, kiểu như là lớn tuổi thì cái ăn mình nên làm biếng á. Cái giờ thôi thì Như làm là mua cái bò bía này. Bò bía này là nó để là bánh tráng xốp bò bía đậu xanh. Cái này gói chả giò rất là ngon luôn, nhưng mà mình gói một lần nhiều gì nè để mình bỏ vô ngăn đông á, ăn nó được lâu hơn. Thì ở đây Như có chuẩn bị là đậu xanh cà nè. Đậu xanh cà này là Như luộc, các bạn có thể hấp hoặc là luộc nha. Như thì Như chọn là luộc để cho nó nhanh. Ở đây thì nấm mèo, củ sắn, bắp, cà rốt, tàu hũ và khoai môn. Thì trước tiên thì Như sẽ bào khoai môn ra, rồi bào củ sắn, bào cà rốt nữa. Mình để một bên để mình bào nha. Như có chuẩn bị đồ để cái cà bào để bào nè. Mình sẽ bào củ sắn trước đi. Cái củ sắn với lại cà rốt đó, thì mình bào để một hồi nữa là mình xào cho nó chín luôn. Này khi mà mình làm xong á, mình có thể chiên chấm với lại tương ớt hoặc là ăn bún cũng ngon lắm. Ăn kèm với bún thì mình làm nước mắm chua thì làm, còn không làm thì mình có thể xịt với nước tương á để ăn. Cái này thì một lần mình làm như vậy á, nó hơi lâu, nhưng mà mình để ăn thì lúc mình chiên ra ăn thì nó gọn hơn. Trước Như cũng hay làm mấy món chay đó, mà từ lúc chuyển qua bán đồ cái Như không có thời gian nhiều á. Trước là Như hay làm đủ thứ bánh, nấu làm bánh, nấu chè rồi, làm nhiều món lắm. Là sao kiểu như là làm cái làm mấy cái món đồ mình bán hàng ngày á, cái ra cực cái lười. Củ sắn này là Như mua củ sắn là loại củ sắn làm nhân á. Ngọt. Còn lại cục nhỏ quá mình không có bào được, rồi mình bỏ vô miệng chống lãng phí. Sao mà mắc hết trơn, còn có 2 lưỡi. Xong hết rồi, giờ Như sẽ đi chiên khoai môn trước nha. Chiên khoai môn xong rồi mình sẽ xào với cái này. Đầu thì đói. với đây ít bột ngọt luôn. Tí muối, ít đường mặt thốt nốt của bạn Song Hỷ bán nha. Hôm bữa Song Hỷ có tặng Như một hộp nè. Như nêm đồ ăn rồi Như hay để cái đường mặt thốt nốt này vô lắm. Cái đường này thì rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Bạn nào có muốn ăn thì có thể là liên hệ với bạn Song Hỷ nha, và số điện thoại là 0344226262 hoặc là kênh YouTube Song Hỷ Vlog nha. Đây, cái mặt đường thốt nốt này rất là thơm luôn ấy. Như cho vô đây một ít đường thốt nốt luôn nha. Đây, cái đường này nó thơm lắm cả nhà. Mình cho một tí hạt nêm chay nữa nha. Tàu hũ này lúc đầu thì Như định để sống, nhưng mà thôi bây giờ mình làm cho chín luôn nha, để cho nó chín luôn, để bảo quản cái nhân đó, nó chín thì mình bảo quản được cái chả giò nó được lâu hơn. Mình làm đồ chín hết, mình dầm cho nó nhừ ra, mình xào cho nó chín luôn. Như coi á, cái chị kia chỉ hướng dẫn á, là để tàu hũ sống, nhưng mà Như thì bây giờ là Như sẽ chế là tàu hũ chín luôn nha. Giờ mình cho tiêu vô nữa là xong nha. Như xào chín hết rồi, vậy Như bỏ vô cái phần khoai môn lúc nãy mình chiên giòn đó, mình bỏ vô luôn nha. Bỏ hết vô đây rồi mình trộn lại. Mình trộn tiếp vô đậu xanh cà luôn nha. Lúc này là đã thấy màu mè qua lá hẹ nè. Giờ thì Như sẽ lấy bò bía ra gói nha. Gói thì mình sẽ để cái mặt bóng ra ngoài và mặt nhám nhám vô trong. Mình lấy ra thì mình bỏ một lạng ít thôi, chứ bỏ nhiều quá thì nó sẽ bị khô á. Mình rửa tay sạch xong rồi mình sẽ gói bằng tay không thì nó sẽ dễ hơn là làm bao tay nha. Gói cái này phải đều, khéo tay thì nó mới đều chứ nói ngược. Đây, đã xong cuốn chả giò của Như Nguyễn Cà Mau tiếp tục mình lại tiếp tục cái này thì cũng dễ lắm cả nhà, chứ cũng không khó gì mấy đâu. Mình gói bự thì mình ăn bự, mà mình gói nhỏ thì mình ăn nhỏ. Mình gói nó không đều thì mình ăn theo kiểu không đều đó, cũng nhanh. Mình lấy một lạng ít á, nếu mà lấy để ra ngoài nhiều quá là bánh nó sẽ bị khô, nó không có dẻo á, thì mình gói nó sẽ khó hơn, cái bánh không được dễ quẹo ấy. Thơm lắm luôn á, cái mùi khoai môn rồi bắp rồi đậu xanh cà, thơm phức, thơm nức mũi. Nhớ là bề bóng cho ra ngoài nha, bề nhám vô trong, kiểu như xấu che tốt khoe xấu che. chơi mà khéo dữ. Tự tin gớm. Con nhà ai mà khéo quá Như ơi. Cái này nếu mà ai muốn ăn hành thì mình có thể cho hành, tại vì mẹ Như không có ăn hành tỏi. Trước Như cũng ăn chay, cái hay hai mẹ con hay mặn chung á, mặn món này món kia, mặn mắm, rồi mặn mắm chay nè, rồi gỏi nè, rồi bánh nè, nói chung là đủ thứ. Mà heo quay, mẹ Như biết làm heo quay luôn á. Mà dạo này kiểu như mẹ Như không được khỏe trong mình á, không có làm. Trước là mẹ làm đủ món luôn. Đáng lẽ tàu hũ ấy là mình có thể để sống được, mình thì Như thích xào chín luôn. Bởi vì Như nghĩ là khi mà đồ chín rồi thì mình bảo quản lâu được. Giờ là mình sẽ chiên cái thành quả của mình đã gói được nãy giờ nha cả nhà ơi. Chiên xong rồi, giờ Như mời mọi người ăn chung với Như nha. Lúc nãy chiên xong thì mẹ với lại gia đình Như là có ăn rồi, mà đông á, với lại là làm sinh nhật bất ngờ cho con gái nên Như cũng không có quay. Giờ thì mình làm một dĩa bún để ăn thôi. Mời cả nhà ăn chung với Như nha. Đây cái nhân ở trong chả giò nè cả nhà. Lúc nãy mẹ Như ăn với lại gia đình Như ăn, ai cũng khen ngon. Béo. Ngon lắm luôn. Làm gì là ăn bao ghiền luôn. Vậy là hôm nay là sinh nhật bất ngờ của cô gái. Cô ba là có nghĩa là em chồng của Như đặt bánh kem tạo bất ngờ cho cháu. Coi như hôm nay được tổ chức sinh nhật mà kiểu như là không hay không biết, không mới biết là sao mà nhà lại đông như vậy. Kiểu như bất ngờ có bánh kem, cái đang ngồi trên ghế cái tụt xuống dưới luôn, nhìn mắc cười lắm. Nên là với lại á, lúc nãy nhà cũng đông á, cái nhưng không có quay lại được, kiểu như mấy đứa nhỏ lo làm bánh đồ nước rồi cho mấy đứa nhỏ ăn á. Cái này mà mình chấm với chua ớt cũng ngon. Mẹ chồng như lúc nãy hôm nay chơi xong rồi Như gói lại đem bảnh cho mẹ, vì bảnh để dành để chia ăn á. Đúng ngon. Cái nước mắm này mình làm chua chua ngọt ngọt mặn mặn á, vừa ăn lắm luôn. Lúc nãy Như làm là tổng cộng ra hết luôn là được 100 cuốn á, 100 cuốn như vậy nhiều lắm. Mình làm như vậy để dành chuyên ăn hàng ngày ăn cũng ngon. Cả nhà ơi, giờ Như ăn cũng đã xong rồi nên Như xin phép ngưng video nha. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Cả nhà khi mà xem hết cái video này nhớ ấn cho Như xin một nút like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Như nha. Như cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.